Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giá mít đầu giờ chiều ngày 14 tháng 3 năm 2023, giá đi ngang nha bà con. Tại khu vực Tiền Giang, mít nhất 42.000, mít nhì 32.000, kem lớn 32.000, kem nhỏ 22.000, kem ba 18.000, mít chợ là 6.000. Bà con lưu ý kem lớn là từ 9kg trở lên, kem nhỏ 7kg trở lên, kem 3 là 5kg trở lên, hàng từ 4kg là thuộc kem rớt nha bà con. Tại khu vực Đồng Tháp, An Giang và Long An, mít nhất là 41, kem lớn là 31, kem nhỏ là 21, kem 3 là 17, mít chợ là 6.000. Tại Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng và Kiên Giang, mít nhất là 40, kem lớn là 30, kem nhỏ là 20, kem 3 là 16, mít chợ là 5.000. Ở Vĩnh Long và Trà Vinh, mít nhất là 41, kem lớn là 31, kem nhỏ 21, kem 3 là 17, mít chợ là 6.000. Tại miền Đông và Tây Nguyên, mít nhất là 30, kem lớn là 25, kem nhỏ là 14.000, mít chợ là 5.000. Giá kênh cập nhật là giá thương lái mua tại vườn, tùy lái, tùy đoạn đường vận chuyển xa gần. Lái bán qua vừa nhỏ vừa trung gian thì có thể thấp xuống từ 1-2.000 đồng nha bà con. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh, nhấn nút thích video cũng như có thể bình luận để trao đổi thêm. Xin kính chào.